Xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Tiếp tục cập bến ngày hôm nay là mẫu đẩy hai kênh thương hiệu của Mỹ MDX, model là G1200. Các bác xem video hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Em sẽ quay một chút về hình thức bên ngoài của con đẩy hai kênh này với thiết kế mặt phay nhôm rất là đẹp. Bên trong có một lớp lưới chắn bụi volume chiết áp bi. Con này phải nói là thiết kế rất là đẹp các bạn. Công tắc cũng xịn sò. Với công suất là 1200W một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì đối với con đẩy này thì anh em có thể chơi những cặp loa công suất lớn như loa full đôi 725 hoặc có thể đánh được mặt một cặp súp bát 50 cô 100. Các bác đánh thoải mái nhé. Và như đây thì Minh Vũ có tháo sẵn ra để quay cho mọi người xem về cái nội thất bên trong. Khi các bác đi mua hàng thì cái chúng ta cần quan tâm là chất lượng linh kiện, những dòng máy mới hay là máy bãi đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải xem vào nội thất, linh kiện, hàng nó có chất lượng hay không. Thì linh kiện các thứ thì các bác nhìn nó phải chất, nó phải đẹp. Đa số người đi mua giờ thì cũng không biết am hiểu nhiều về cục đẩy hay là loa. Đấy, trừ khi những bác đã từng trải qua rồi, các bác đã từng chơi rồi thì khi người ta bán hàng, người ta giới thiệu, người ta mở máy như thế này thì các bác có thể nhìn thấy, các bác biết được là cái con máy này à, đây có phải là đúng hàng xịn hay không. Đấy, hàng này chơi tiếng nó có hay không thì chắc chắn là mọi người có kinh nghiệm, mọi người nhìn phát biết ngay. Còn đối với em Minh Vũ đi mua hàng bãi thì tất cả từ loa đẩy đấy, hay những cái thiết bị khác cũng đều cần phải xem bên trong, có nghĩa là xem nội thất máy đấy ạ. Đấy, thì mình mới biết được là cái chất lượng máy nó có tốt hay không, và cái giá tiền mình mua có được hay không, và cái công suất của nó có đủ hay không. Con này thì công suất đủ 1200W. Đây em sẽ quay cho mọi người xem, đẹp dã man luôn. Máy zin nhá. Nếu đếm sò thì con này nó chạy 36 sò. Máy Class H có bù áp. Các bác nhá, máy Class H có bù áp. Dòng máy Class H thì cũng có rất là nhiều loại máy các bác nhá. Các bác phải hiểu được nó có nhiều loại máy thiết kế khác nhau. Nhiều bác chỉ có nghĩ là Class H rồi Class D, Class TD, mà trong khi đấy mình lại không biết được nó có bao nhiêu loại. Con này thì phải công nhận là nó làm từ những cái dây rắc rồi đến những cái con sò máy. Đấy, các bác nhìn này, mỗi một con sò đều được đóng một miếng thép tản nhiệt trên. Đấy, trên nắp sò. Ở đây là tản nhiệt sò cho làm mát máy, tản nhiệt chính nhá, nhôm tản nhiệt chính này. Đấy, dàn thúc bù áp này. Có cả vỉ lưng tiếng nữa nhá. Con này thì anh em chơi chất âm mộc thôi là đã hay rồi. Dây dọ này đẹp không? Nguồn này, các bác nhìn nguồn dã man không? À, quá khủng khiếp luôn. Một dàn tụ thì chưa có con nào phồng cả. Đối với con đẩy như thế này thì anh em thích chơi cái thể loại gì cũng được, súp cũng được mà phun cũng được. Này, dây của nó có luôn cả bọc chống nhiễu này. Đó, dây khủng khiếp không? Dây bọc chống nhiễu luôn này. Và đằng sau đây, đường input này có cả đường link này. Đó, có chế độ đánh dành cho súp này, low bass,
no bass này, hi bass này, hi bass là đánh để đánh nơi này. Còn chúng ta muốn đánh cả bass cả check thì chúng ta gạt về bài bass. Chế độ nâng hạ decibel có cả limit giới hạn âm thanh quá ngưỡng. Hay lắm, con này hay. Chặt đấy. Limit từng kênh một luôn. Con này có chế độ đánh dồn kênh, bright và parallel và shifter. Đấy, rất hay. Ở đây là bảng sơ đồ khi chúng ta đấu nối nhé. Nếu đánh bright thì có nghĩa là A cộng B. Đấy, bên trên cọc này là cộng, bên cọc đỏ dưới là trừ. Anh em phải hiểu đánh bright khi mà đấu gạt về bright thì chúng ta có nghĩa là dồn kênh, hai kênh nó sẽ dồn thành một. Chúng ta sẽ đấu ở hai cọc đỏ này nhé. Có rất là nhiều bác chưa biết cách đấu bright nên khi mình không biết đấu mà mình đấu sai thì có thể là gây đến hỏng đẩy, thậm chí là cháy cả loa, cháy cả đẩy. Một con đẩy quá là đẹp, chất. Em có hai mẫu, một mẫu là 600W một kênh, còn mẫu này là mẫu công suất lớn nhất là 1200W các bác nhé. Mặt phay nhôm đều như này, rất là đẹp. Và đây là số điện thoại của Minh Vũ. Anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một con đẩy hai kênh, hàng chất, xịn sò, đấy, âm thanh hay, máy móc sạch đẹp thì đây nha. Số điện thoại của em đây, các bác nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Minh Vũ. Còn bây giờ thì xin kết thúc video. Cảm ơn toàn thể các bác quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.